Rồi, mở đầu video mình thân chào cô chú anh chị em. Này là cái chính hả chị? Ồ vậy hả? Đẹp quá ha. Nó không có hột nữa. Ủa vậy hả? Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Rồi, cưng quá ha. Cái này mà Tết chưa ngon lắm á chị Linh. Ờ Tết. Bác tiện không? Tết là Tết là năm rồi chị để ơi, năm nay chị để cho mượn cái một trái đấy. Chào cô chú anh chị các bạn và các em nha. Giờ mình đi ra cắt mớ rau vô ăn để ăn kèm với gà thiệt coca của mình á. Nó rụng muốn chuỗi lá hết trơn rồi, em mới vô gốc lại nè. Giống trái sơ ghi quá ha. Rồi kìa, đỏ chín hết trơn rồi. Để hái lại làm giống. Trái ớt ớt trái tim nha. Cái này một chậu mình trồng 2-3 cây cái nó ra một lùm là đẹp lắm á. Cái đám rau găm này nè, hôm nay á không có ăn tới á, cái nó lên rồi nè, cao hết biết luôn á. Còn mấy cây rau thơm đó mới trồng lại á, hôm nay nó bắt đất tốt rồi đó. Bắt đất tốt, cái thấy nó bự nè, nó bự, cây này bự hơn cây này luôn. Sáng mới đi chợ mớ xà lách rồi, rồi giờ mình cắt thêm cái rau này nữa mình thêm. Xà lách ở đây mình trồng hơi bị khó. Tại gì á, lớp nào là kiến thì lớp nào là ốc chịu không nổi. Ốc với kiến mê xà lách. Tính ra cái rau găm này nó cũng dễ ăn ghê luôn á. Là giống như mình ăn sống với cái gì cũng được, hay là mình ăn với hải sản gì cũng ngon, ăn với gà luộc cũng ngon. Bởi vì em thích trồng rau găm là vậy. Cái này quá tiện lợi ha. Nó dễ ăn. Mà thêm cái nữa, tính ra cái rau găm này á, cái đợt sau này trồng anh thấy nó dễ trồng á em. Trời ơi, lúc mà mới đầu tiên hả mình trồng á hả, trời ơi cái nó trần thân cưng như cưng trứng. Thân như nâng trứng vậy đó. Lấy đồ che đồ lại vậy mà nó cũng chết lên chết xuống vậy. Mà ngộ ha, tới chừng trồng được rồi thấy nó dễ ha. Bữa hổm em cắt em cắm mới rau găm ở trong nhà đó, gần vách tường đó, là thấy bây giờ nó sống nữa rồi đó. Qua cắt cái cây rau thơm cái húng cây đó luôn đi. Rau thơm cũng là húng cây và húng lủi luôn đó. Qua đây em có cả còn cái cây khí tô, cắt thêm vài cọng khí tô nữa là được rồi. Cái lá dứa bạc ngàn luôn nè. Tôi hổm hả, không có còn đường đi ra luôn á, nó lẹ vậy đó. Em chặt cho mày một ôm, em đem để trước kìa, có ai đi đó, hả, xài gì xài á. Quá chừng luôn nè. Đợt này hôm nay mưa xuống á, cái lá dứa của mình nè, hồi hồi nó tốt quá tốt luôn. Hôm nay khỏe hả con? Dạ khỏe. Hôm nay cha mẹ bán đỡ hả? Dạ đỡ. Ừ. Dạ, 3 hôm nay hè con phụ cha mẹ đi giao gà rồi hả? Dạ đúng rồi. Quá hay, giỏi. Cảm ơn con nha. Chú cơm chú cũng đi. Dạ, rồi, về khỏe nha. Dạ. Còn giao nữa hả? Đang cắt rau xong á, cái đứa bé đó là vô nó giao gà. Gián đoạn trở ra tiếp.
cái cây tí tô nè. Này mình được mấy cây? 2 cây. Mà nó một lùm luôn. Nhiêu đây là đủ rồi, còn nhiêu chừa lại mai ăn tiếp. Họ thơm hết sức thơm luôn á. Em cắt thử luôn hai ổi luôn. Ờ, cái ổi này hư rồi. Hủ quá. Ờ, chà bá lửa luôn. Wow. Mà bị hư rồi. Hủ thiệt ha. Ổi này là tới lúc ăn rồi mà mình không có ăn nè, làm hư rồi, hủ ghê. Còn trái này ăn được. Ở bên đó em mới gieo trồng gì nữa vậy? Rau muống hả? Rau muống nè, cải củ nè, bên kia là đậu bắp, ở đây cải ngọ, này ngò quý. Đủ loại luôn hả? Ừ. Mở em dọn cái đám lô lan, mở đám lô lan bò lùm xùm quá, cái ốc nó ở có nhiều á, nhổ hết. Với đậu bắp phải không? Hai mấy ớt này nó chín vụ. Bữa nay nhà mình ăn gà khìa coca nha cả nhà. Thay vì là gà khìa nước dừa mà mình khìa với coca. Đổi vị. Cho nó mới lạ hả? Thì cái gà khìa coca này nè, mình có mua 2 con gà. Mình mua 2 lon coca. Rồi ở đây thì có hành với tỏi, ớt để mình ướp với gà đó, với gia vị thông thường ở trong nhà bếp của mình. Rồi mình ăn kèm với đó là rau. Mình có mua một ít salad nè. Rồi mình ra vườn mình cắt mớ rau vô nữa, mình ăn kèm vô chung luôn á. Nãy giờ thì mình làm gà cho sạch lông, rồi mình chà muối rồi, rồi mình chặt ra miếng rồi, rồi mình nó ướp sau. Gà này thì người ta đã làm rồi, nhổ lông rồi rồi hết trơn, rồi mình về mình làm lại thôi. Và nhổ lông kỹ lại một cái nữa, rồi mình đem mình đi, giờ mình đem đi chà muối, rồi mình chặt ra từng miếng luôn, rồi để ướp á, mình đem ra sau mình rửa. Giờ gà mình đã làm xong rồi nè. Giờ mình chuẩn bị mình ướp gà nha. Rồi mình ướp gà thì có là hành tím với tỏi với miếng ớt, mình băm nhuyễn ra. Rồi này muối, hạt nêm, đường, tiêu. Mình cho hết vô. Này mình ướp đơn giản thôi, không có ngũ vị hương gì hết á. Nhiều người thì thích ngũ vị hương thì để vô. Nhưng mà hôm nay mình không có làm ngũ vị hương. Mình cho ít dầu hào vô. Nhưng mà hôm nay có cái lạ là có coca hả? Ừ. Coca thì lát để vô sau. Cái này cho miếng nước mắm vô cho nó thơm thơm. Rồi. Giờ mình trộn đều lên cho nó thấm gia vị. Sốc đổi ý hả? Không trộn lát hả? Lát rồi. Bay nguyên cái đùi ra ngoài. Đó,
mình trộn gia vị cho nó đều lên hết, rồi mình để đây khoảng 1 tiếng đồng hồ cho nó thấm á, rồi mình hát kìa. Giờ trong thời gian chờ đợi đó thì bây giờ mình lặt rau chờ đợi cho nó thấm. Để đây đi, lặt rau. Tí tô nhà mình trồng nữa không, không có con lá sâu luôn á. Nó ngay cái đợt nó giống như nó tốt nó lên cái rồi là chiến này cái lá nó chà bá luôn á. Sao nó giống giống cái lá gọi là lá bạc hà hay gì cô? Giống giống. Mà em cũng không biết phân biệt sao luôn. Em thấy lóng thoáng lá bạc hà chứ thật ra là chưa có thấy chính xác ngoài. Rau găm cộng đồng này nó già còn. Tốt ghê luôn á. Đã không? Ngột dịch lộn vậy. Ờ, mẹ ơi, thấy rau găm cái nhớ tới hột vịt lộn luôn. Đúng bài vậy. Ngon nghe, rau găm là không thể thiếu gì á, hột vịt lộn thì không thể thiếu rau găm. Gọi là ga sạch à? Hay ha. Tôi nước không tên không á, hơi giỡn đâu rồi nha. Nhìn coi hai mèo, hai mẹ con nó mắc cười không? Cà đu, cà đu, cà đu rồi đó, nó cạp cái đuôi mẹ nó kìa. Nó già chứ nó đeo uống hoài. Bắt đầu nữa kìa. Đeo ngủ tiếp. Giờ anh đã rồi vô đeo ngủ tiếp. Cái ở nhà mình không nhiều lắm đó, nay còn có được con trái. Nó đang chuẩn bị nó ra trái nhỏ 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 tiếp tục. Hay là xà lách bắp. Xà lách bắp. Trời ơi, con nhiều lắm mà cũng xà lách bắp này. Phải sao? Em tính nó bắp xà lách à? Thì cái đi vòng vòng đó là được hết. Trời, xong hốt luôn là vô được không? Ngày nay đi được đó. Để mấy này qua đây nè, bắp rác vô đây, mấy cái cọng nó vô đây để bỏ một rác. Gà nãy giờ mình ướp cũng được 1 tiếng đồng hồ rồi đó, nó cũng đã thấm rồi đó. Giờ là mình khìa được rồi. Cho ít dầu vô. Này là tỏi băm nè. Cho vô phi lên cho nó thơm. Rồi giờ tỏi em phi vừa thơm rồi nè. Giờ em cho gà vô. Cái chảo này hơi bị nhỏ cho nên thôi em đổi qua cái chảo lớn. Cái chảo này còn thêm con gà nữa.
Ngày bây giờ gà của mình á, nó đã săn lại hết rồi đây nè. Giờ mình cho coca vô nha. Thay vị này là nước dừa mà bây giờ là mình cho coca. Chắc lon được quá. Để lon kia uống. Để dành ha. Cam á cũng được luôn, hoặc là xì tin cũng được luôn. Ừ. Có dịp thử à, thử mấy cái kia coi coi mùi gì nó sao à. Cái nào ngon hơn? Mình tính làm lon thôi mà thấy nó làm như nó hơi bị thiếu thiếu. Cho nên thêm nửa lon nữa đi. Rồi, còn nhiêu đây cho tiếng nó uống được. Tiếng như như uống đi. Bây giờ nó sắt nó cạn nó kẹo lại rồi nè, sọt sọt rồi, xíu nữa là được rồi đó. Đó, sau một hồi chụm lửa thì nó cũng đã cạn rồi nè, nó kẹo 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 lại, nó sánh lại rồi nè, thấy ngon rồi đó, chuẩn bị được rồi. Sau một hồi chụm lửa thì nó cũng đã kẹo lại rồi nè, nó sánh sánh lại rồi, sắp được rồi đó. Đó, thấy ngon rồi ha. Ừ. Cái nước đây nè. Gà nó cũng vừa mềm luôn. Có cái nước đó, mình thấy hấp dẫn nha. Ừ. Đó, nhắc xuống được rồi đó. Thường thường làm mấy món này là thích trộn chảo ngày xưa. Trộn cơm vô đó thôi. Chị em mà dành nhau mà ăn luôn. Thơm. Rồi giờ mình nhắc xuống, thơm phức luôn á. Chế lên luôn cho nó ngon. Dạ xin miếng bên đây, đúng rồi. Xin thêm. Thấy chỗ đó nó trắng á, không hấp dẫn. Chế nước này lên thấy hấp dẫn nè. Nó kẹo. Này mình ăn với cơm. Này ăn với bánh mì vẫn được luôn. Nhưng mà mình ăn với cơm, làm gì cũng qua cơm. Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi, mồi lên đi, mồi lên đi. Gà khìa coca, mời cô chú anh chị em và các bạn ăn với gia đình mình nha. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình nha. Xin mời. Dạ con mời ông bà cô chú dùng cơm với gia đình con. Dạ con mời ông bà cô chú dùng cơm với gia đình con. Rồi ăn đi cả nhà ơi. Thấy hấp dẫn không? Hấp dẫn quá. Trời nghe coca là con ghiền rồi đó. Vậy ha, ăn nhiều vô nha. Không biết xạo em. Biết xạo đây à? Ăn thử đi rồi sẽ biết. Chai hia. Tiếc, chai hia là chị hai phải không? Dạ. Đó, con với mẹ cứ ăn hết cái dĩa đó là được. Chai với chị hai bên đây, đồng ý không? Sao, thấy không? Thấy sao đi? Nói là gà thì coca mà chưa thấy rõ mùi coca lắm. Coca bốc mùi hết rồi. Chỉ còn có kẹo kẹo nước rồi không? Ờ, vậy luôn hả? Nửa nóng rồi nó bốc mùi đi hết rồi. Wow, tiếng coi nè,
cái này chắc rồi của cơm quá. Người không cùng bữa cơm nha. Nếu hồi nhỏ vậy không chia là không á, tại nhà anh em đông mà, cho nên là lên ăn là coi như là chia cha mẹ chia đồ ăn ra hết chứ không có để ăn chung. Đúng rồi, cha mẹ sợ mấy người ăn chậm quá. Cái này nhớ hồi nhỏ á, nhà mình á thì nghèo kiểu đông anh chị em, cho nên là mận con gà ra hay gì nhà nuôi gà nhà đó, mận con gà ra là chia được con đứa một miếng. Mà hồi đó được ăn thịt gà lường lắm nha, đâu có dám đem chia ra, đâu có dám mà ăn cái kiểu mà ăn trước mình ăn rau ăn gì trước đi cái mình để dành lát mình ăn sau. Có bữa có mấy đứa em vậy để cái rớt xuống chó ăn gốc luôn. cầm tiếc hồi hồi luôn ha. Mấy đứa nhỏ bây giờ nó không có hiểu được cái cảm giác của ngày xưa. Nhưng mà tính ra anh em đông vậy vui. Vui buồn lẫn lộn gì á. Có nhiều chuyện để kể. Bây giờ hiện đại mấy đứa nhỏ nó được đi tắm hồ bơi rồi ha, còn hồi đó tắm sông không chứ làm gì có hồ bơi, nên nó nước lớn lên một cái nha, 5-6-7 đứa gì ở dưới thằng xóm ha, mấy đứa ở xóm nữa nhảy xuống sông mà tắm kêu bằng nó là một rong rêu mới lên. Nó đóng sình nó vô cái mấy cái chân lông của mình á, nó giống như đóng gọi là đóng rong á. mới chịu lên, còn không á thì đợi ba má sắp cây mới lên. Lặn hụp vậy đó mà thành ra đứa nào cũng biết lỗi hết trơn. Nhưng mà mình tính ra là cái tốt lớn của mình á lời hơn mấy đứa nhỏ sau này. Đố em lời sao lời? Bơi không tốn tiền à? Em nói đúng luôn. Mà thêm cái nữa là cha mẹ rồi ha, là được bơi xong mà vô hồ bơi của tụi con á là cảm nhận được hai cái nước nó khác nhau sao. Còn tụi con bây giờ đâu biết là cái mùi vị của bơi dưới sông sao đâu. Giờ bơi dưới sông lên nổ mày đai. Lâu rồi con về trên ngoại con hình như cũng có tấm không á, tụi con còn nhớ không? Lâu lắm nhỏ quá rồi phải không? Là cái sông nó nhỏ đó. Nó không có một cái đầu xuống, sông nhỏ không đã. Rồi hồi đó cha mẹ tắm xong là cái như là đòi hụt đầu á, nó thênh thang luôn á, bự hơn cái sông trước nhà mình luôn. Mới đầu không biết lội á thì đốn cây chuối á, làm mập bè không bơm cái thùng lội, còn chơi ngu nữa. Cái người kêu á đi bắt con chuồn chuồn cho nó cắn cái rúng á, đừng biết lội. Cũng làm luôn chứ mới ghê. Tại lúc đó muốn biết loại mà thiếu vậy á. Em thích nhất là gì không? Mùa nước nổi á. Mùa nước nổi nước nó ngập lên hết cái khu vườn luôn, ngập lên nhà luôn. Hồi đó nhà thấp ở dưới ruộng. Vậy mà thích rồi. Trời ơi biết gì không? Định lúc đó chưa biết bơi đâu. Lấy cái bè chuối á, chống bè trên giường á. Nó ngập tới giường rồi cái lên trên cái giường mình tập bơi luôn. Ừ.
thời đó tính ra vậy mà vui, còn bây giờ hỏi ra cái người ôm cái điện thoại ôm cái điện thoại biết cả thế giới hả? À, vậy tính gần dữ hơn em nữa. Em ôm bọc chuối em biết bọc chuối thôi chứ em đâu biết cả thế giới. Bởi vì thời đó hiếm có vụ mà đeo mắt kiến đó. Mấy đứa nhỏ hiếm đeo mắt kiến lắm. Đeo mắt kiến là chi thức à? Đúng rồi đó, hồi đó đeo mắt kiến là chắc cỡ tầm bác sĩ chứ không phải tầm thường á. Ồ, chứ không phải như bây giờ đeo mắt kiến càng dày là chơi game càng dữ. Ý, em nói liên quan mắt kiến như nó nhỏ của em. Nó đâu phải chơi game mà nó đeo mắt kiến đâu. Do nó nghiên cứu, nó tìm tòi, nó học hả? Làm gì vậy? Thời thế thay đổi không? Thay đổi sao? Ngày xưa coi như là một tháng ăn cá gần 30 ngày đó thiệt luôn á. Rồi lâu lâu mới được ăn thịt thôi. Phải xa chợ thịt mua khó khăn lắm. Rồi có gà đồ cũng vậy nhưng mà lâu lâu mới mặn. Tại vì để dành bán. Chứ ít có ăn lắm. Chủ yếu là cá thôi, cá đồng á. Còn bây giờ á thì thịt không, mấy đứa nhỏ vậy nó ăn thịt không, nó đâu gì ăn cá. Bây giờ trở lại cá đồng nó lại mắc à, hiếm ha. Hồi đó ăn thịt là giàu á, nhà giàu mới ăn thịt nhiều. Lúc đó ở dưới sông, ở trong nhiều ruộng mấy cái kinh nữa, trời ơi con đi dài dài là con bắt cá nhóc luôn, con kéo lưới cũng dính tép dính cá ha, rồi lên ruộng bắt dài dài theo mấy cái bờ kinh á, rồi mấy cái đìa nhỏ nhỏ con đắp lại con tát đó, đó cũng có cá luôn. Vậy là hồi đó chị làm chỉ cần có sức thôi là không có chết đói, làm xiên chút xíu là đi bắt cá vậy. Đúng rồi, cá tép thì bao la mà lúc đó nó rẻ ghề hả, gạo lúa thì lại hiếm, tại vì thời đó làm lúa không có trúng như bây giờ, không có phân thuốc như bây giờ, có nhiều ăn nhiều, còn bây giờ nó trúng là phân thuốc á mới trúng vậy á, nó nhà ngoại khó khăn lắm, lúa mần bị gầy đeo chết hoài, cho nên đói lên đói xuống. Cho nên chuyển sang bán khoai lang nữa. Bán khoai lang đổi trời đói. Lúa làm không có á thì lấy ra đâu có gạo đồ ăn phải không? Mà bán khoai lang lỡ ế có khoai lang ăn. Phải không? Dưa hấu này nó ngọt quá trời luôn á.
dưa hấu Long An á. Nó nữa. Ở Trà Vinh ăn dưa hấu Long An. Ở Long An thì ăn dưa hấu Trà Vinh. Trái này ngọt hơn mấy cái trước nhiều luôn á. Ngon ngay không? Ừ. Màu nó đỏ, nó tươi luôn. Màu này kho thịt ngon lắm á, dưa hấu à. Thịt kho tiểu á. Nó không nghe mùi coca hả? Nó không có đặc biệt đó. Vậy thôi để nó cũng giống như gà xì à. Đầu tiên trong đầu mình cứ nghĩ là hơn coca đang chờ đợi cái mùi coca đúng không? Cho nó lại lạ mới mới. Vậy đâu cuối cùng không thấy mùi luôn. Vậy thì nó nghe gì á? Còn hãy thêm một lon coca nữa để uống. Vừa ăn gà vừa uống coca. Vậy là mấy có mùi coca. Là cái đó chắc chắn có rồi đó. Ý vậy là cái bằng coca của con mới nãy á, nó chừa lại lúc này nè, cũng uống trước rồi cho nên bây giờ đâu có nghe mùi không. Mai mốt á thì coca chứ phải mua thêm ra rồi để cho nó uống. Vậy là phải chừa ra người nửa lon phải không, còn ly nhỏ vậy ha. Ăn miếng uống miếng coca vô là có mùi coca. Tiếp tục nghe tiếng quảng cáo dưa hấu Long An. Wow, cắn miếng thấy lạ lạ rồi nha, đỏ mà đỏ cát không. Con quảng cáo gì là trúng đó rồi mà cảm giác á, ăn cát cát á là kiểu như lâu lâu mới gặp lại à. Nhớ lại dưa thời xưa không? Thời xưa á, kêu bằng hình dưa cát á mà trái tròn tròn á. Ủa nó ngon ghê luôn, bây giờ sao khó tìm lại quá. Nhưng mà cái cảm giác của mình hiện tại ăn cái dưa này nó có cát, nhưng mà anh cảm thấy cái hạt cát đó thấy nó nhiều như mịn màng hơn ngày xưa á. Ngày xưa mình ăn nó có vẻ là giống như ngay vô thấy nó to hơn á. Bây giờ anh muốn to hơn không? Làm sao? Ra hút cát để vô. Thật là táo bạo. Vậy không muốn rồi. Gì được coi. Không có đàng hoàng luôn, lấy đường đổ vô. Không có cái cú một tiếng mới là thông minh hay á. Ngọt mà có hột to luôn đúng không? Mình chịu cách cú một tiếng chứ cách của em không chịu. Công nhận cái dưa hấu này mình ăn mình khoái thiệt, lâu lắm rồi mới ăn lại được cái trái dưa hấu bữa nay, quá ngon. Nó vừa cát mà vừa ngọt ngon. Mà cái này ý hay là bữa nay trời nắng quá mà mình cảm giác mình thấy vậy. Ngon thiệt. Anh muốn ăn trái dưa hấu ngon giống vậy nữa không? Nữa hay sao nữa? Cách sao đừng có bài chơi chiêu bữa nãy không? Thì anh lấy cái hộp dưa hấu anh chừa lại đi, anh đem ra ngoài gãy anh chậm. Nó giống. Đơn giản không? Anh lấy hộp anh chậm đi. Cũng hơi lâu ăn à. Thì mấy tháng sau anh có trái dưa hấu anh ăn. Tưởng là mẹ kìa cha. Ủa nhưng mà tính ra nếu mà mình trồng như vậy á, rồi cái tiền nước nó bằng mấy năm trời á, nó có bằng mình dám mua trái dưa hấu hoài không? Mấy tháng có trái rồi. Nhưng mà con đặt câu hỏi hay, là cái tiền nước có thể là hơn cái tiền mua trái dưa hấu á, tại nước xài nước không tên mà. Nếu mà trường hợp xảy ra là mùa nắng nha, là con nói đúng á. Còn mùa mưa này thì có mưa thỉnh thoảng thì đỡ hơn, nghe không? Nó ăn hai miếng vô nó quá chừng. Ăn ba miếng căng bụng.
Rồi video đến đây cũng dài rồi. Thôi mình cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn đã xem ủng hộ cho gia đình mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Dính con cá trà khoảng chưa thấy hả? Vậy vậy là mình đang đón là cá trà hả gì anh Út? Cá trà lên rồi. Vậy là thấy thấy con cá trà chưa? Thấy rồi nhưng mà chưa biết là nó bự bao nhiêu hả anh? Chưa bằng bự biết bằng bao nhiêu. Ê, dạ đúng rồi, nương ha anh Út. Nãy giờ dính lâu chưa? Vậy nãy giờ rồi đó. Vậy ha. Để nhỏ hả? Ừ. Đang nương nó, đang nương nó, coi chưa biết bự bao nhiêu nữa. Đó. Dính cá bự luôn à. Lâu rồi dính rồi nè, mà để kéo. Mấy ảnh thấy là cái cha đó nhưng mà chưa biết nó khoảng bao nhiêu một, chưa biết mấy ký. Cá lột từ sớm giờ nè, nó ăn tôi bán lại như này. Vậy hả? Đấy đó. Wow. Vậy là em thấy chặn dạng hả? Không giật. Cá đâu có giờ, đâu có giật được. Nó không biết làm chứ đây nó thả nãy giờ không có máy nè. Wow. Cá này đang nghe nói là bự. Chờ đợi coi khoảng mấy ký nha. Không có đứt cầm con dây rồi đấy vậy xong liền. Dạ cá đứt rồi mà nó cá nhỏ quá thì nói cá quá nhỏ hả, còn cá bự quá thì hồi hộp chờ đợi hơn. Nó vô đó. Đi đây cái cần câu rồi anh Năm anh chuẩn bị ảnh tính lội xuống luôn rồi. Wow. Rồi thế là cuối cùng anh Năm đó là hồi hộp chờ đợi ảnh xuống xong luôn rồi. Lội xuống rồi. Đổ dụng một xe đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó ra đó. Đây cái cục đen đen đó là tới cái kinh như dài mấy tiếng hồ luôn. Con cá mấy ký chưa biết ha, mà vừa nãy giờ là cái như chưa thấy hồi hộp quá anh Út ơi, anh kéo nãy giờ là cái như là quay là chưa thấy con cá luôn á. Nó vô đó anh thấy quẩn quẩn chứ mà đâu dám dở lên mặt quá. Em thấy nhìn trên mép không hả? Em nhìn thấy là trên mép không hả? Vậy cái máy tôi mới nhảy nè, đâu có dám để máy đứng đâu. Cho nên nãy giờ anh Út anh nương nương hả anh Út? Ừ. Nương nương không có đâu có dám máy đâu. Dạ. Dạ nhảy vô vậy nè. Dạ. Nó đựng cá chứ đâu có chạy đâu. Anh Nam ơi, anh Nam ơi, từ từ biết sao đâu anh Nam. Ơi, buông, được, con cá nó biết đang quay phim anh Nam ơi. Từ từ cái gì cũng phải từ từ. À, anh Nam tính lấy về về lấy cái chài là chài nhanh đó hả? Có lý á. Dạ. Chứ vậy có ăn cái lưỡi câu có chút chít á. Ờ, sao sao hay là anh Út hay là anh Nam chạy về lấy cái. Được, lại nãy anh hơi chậm á. Chài thấy nó anh canh gần tới là anh Út. Đó. Mình phải vớt cái đầu nó mới được. Vớt cái đầu được, vô cái giờ là mình vô cái đầu nó mới được. Đó, anh canh đó nha, tới đó. Đó, chuẩn bị đó hả? Cái cây chừng dính cái cần câu này. Chưa dính. Dính rồi, dính rồi. Trời ơi. Cá bự quá. Cá tươi đã quá. Cá trắng tươi luôn. Cá trắng tươi luôn trời. Để không, tôi ấy cái máy này nè, là phải đây quyết nó mới được đời nữa. Xong ngon ha chị thấy. Trắng tươi luôn ha. Phải rồi nó ăn cái miệng ở ngoài không? Cá này đúng rồi, để theo nó ngoài mềm mét. Wow, cá bự quá anh Nam ơi. Đó đón thử mấy ký anh nào. Mới câu lên. Này cỡ mấy ký anh nào? Để cân cái rồi. Em đón qua cái bám nè, thử rồi. Hôm qua cái gửi nè, để cân mấy ký. Cân trong nồi chứ. Mấy ký nè, nó 3.8 này nha. À, 3 ký. Đâu. Rồi. Nhiêu 3.4 hay gì ha? Dạ, nó gần 3.5 ký đó. Ừ, 3.4. Tính 3.4 đi.
chừng 3 kg. Dạ, chưa, để rồi. Giờ lo con cá trước hả nó? Ừ. Dạ, chú mày. Ba thứ tư à? Hai thứ tư. Ba thứ tư. Ba thứ tư. Ba thứ tư. Rồi có bán luôn anh. Đang đi thả đi chứ bán gì? Không có, hỏi có bán không, bán lại cũng xin luôn. Để dạ nhiêu ông bán cái thảy xong cái đục liền á. Để lần đó quá rồi nó vậy. Nhảy xuống sông luôn. Nhảy xuống cái đục cái đầu. Mới đâu có nào thả giờ tới kẹp. Thả vậy nữa kẹp. Trả tiền thảy cái đục dưới này. Thôi. Phải không? Cá luôn. Tháng 7 mà kẹp. Cá bán gì? Cá này đó, cá tôi. Ừ. Quá đã ha, nấu 3 ký tư á, nấu. Bởi vậy cá đó 3 ký rưỡi hả? Ba ký rưỡi gì đâu có nữa. Anh nấu hay thiệt. Mời đem về dưới cho bả nửa con, còn nửa con lấy giờ ăn. Dứa. Còn đâu nữa mà. Rồi bỏ trong cái lu bột vậy. Nóng luôn chứ. Nóng chết à. Đó, đang thảy rồi đó. Bỏ vậy tôi hỏi, không có giờ, không có giờ. Không có giờ, không có giờ. Nhả nhờ vô cái lu hả? Rồi, bây giờ anh Út sẽ tiếp tục thảy mồi xuống, câu cá tra tiếp. Mồi này mồi thức ăn, câu cá tra. Nãy giờ anh Út ảnh thấy nó còn quận quận vòng vòng đây nữa nè. Rồi quăng ra xa kiếm cá bự. Rồi video đến đây kết thúc. Mình cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn đã xem ủng hộ cho gia đình mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Lạc dính tiếp nữa hả anh không?